Vâng. Sở đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang xin kính chào các bác và cô chú anh chị ạ. Vâng. Hôm nay là buổi trưa ngày mùng 6 tháng 8, em đồ gỗ Công Nhung. Đây anh ơi, anh em chào anh. Em chào anh Hiếu. Anh Hiếu giới thiệu địa chỉ em ơi. Anh chỗ nào vị trí nhỉ? Minh Phương Việt Trì. Anh ở Minh Phương Việt Trì. Ok anh. Hôm nay thì anh đã bớt chút thời gian lên để tham quan và ủng hộ cho đồ gỗ Công Nhung chúng em là hai sản phẩm. Ba sản phẩm luôn anh nhỉ, ba sản phẩm. Thứ nhất là bộ sofa liền khối gỗ cẩm vàng mẫu đối và một chiếc sập gỗ cẩm vàng và một đôi lục bình gỗ cẩm vàng. Thì anh vừa ký xong ghế rồi anh ra ký lục bình nha. Và anh em bê cái đôn để bác đứng lên ký lên trên chốc. Đây anh Hiếu tại phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến trực tiếp xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang để tham quan và ủng hộ cho đồ gỗ Công Nhung là một bộ sofa liền khối gỗ cẩm vàng. Toàn bộ mặt ngồi và tựa lưng, mặt bàn, mặt ghế là dày 12 phân, tựa lưng dày 12 phân. Và anh đăng ký là một bộ chiếu ngựa gỗ cẩm vàng dày 15 phân và một đôi lục bình nữa. Đây, một đôi lục bình. Đôi lục bình có chiều cao, vàng có chiều cao 1m97. Tôi này vanh tròn bao nhiêu ấy? Vàng. Đây là vanh 21. Vàng vanh tròn 200. Vanh tròn 200, chiều cao 1m97. Hàng, tất cả sản phẩm là mới chỉ lót qua một lượt lót đầu tiên để chống nước răm. Thì sau phần ký nhận của anh Hiếu thì đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang sẽ hoàn thiện tất cả những phần cuối cùng để bàn giao trực tiếp về cho gia đình anh chị tại phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây thực tế đấy ạ. Vâng, tất cả sản phẩm thì các bác tham quan đấy. Sofa thì Công Nhung có rất là nhiều mẫu các bác nhé. Có sofa đối này, hai ghế đơn này. Và ngoài ra thì có những bộ góc cua các bác nhé. Góc thì mình sẽ làm hai góc, góc cua phải, góc cua trái để cho phù hợp với từng gia đình. Thì các bác và cô chú anh chị đến tham quan đồ gỗ Công Nhung, mình sẽ tham quan tất cả những sản phẩm có sẵn. Ngoài ra thì các bác có thể yêu cầu Công Nhung sẽ làm đơn đặt hàng theo yêu cầu. Và đây, trong gian trưng bày còn rất nhiều những bộ sofa liền khối và những tấm chiếu ngựa gỗ hương đá, gỗ cẩm vàng thực sự đẳng cấp các bác nhé. Rất đẳng cấp đấy ạ. Một lần nữa xin cảm ơn gia đình anh Hiếu tại phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã về trực tiếp cơ sở đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang để tham quan và ủng hộ sản phẩm. Cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã dành thời gian để theo dõi. Rất mong một ngày gần nhất được đón tiếp các bác và cô chú anh chị về tham quan thực tế mục sở thị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video.